Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cập nhật về diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 26 tháng 8 ghi nhận có thêm 2 người tử vong sau khi bị nhiễm virus Vũ Hán. Hai người này bao gồm một nam bệnh nhân 66 tuổi sống tại Quảng Ngãi, người còn lại là một nữ bệnh nhân 56 tuổi sống ở Đà Nẵng. Cả hai đều mang trong người bệnh lý nền trước khi bị nhiễm COVID-19. Cũng trong cùng ngày, tại Việt Nam có thêm 5 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh đến thời điểm này lên con số là 1.034 người. Trong đó có 632 người đã hồi phục, 29 người tử vong, số còn lại đang được điều trị. Vẫn liên quan đến dịch bệnh này, các chuyên gia cho biết, vài trường hợp tái nhiễm virus Vũ Hán gần đây vẫn còn quá mới mẻ và chứa đựng nhiều bí ẩn. Tái nhiễm thường bị nhầm lẫn với tái dương tính, trong khi đây là hai khái niệm riêng biệt. Thế giới hiện đang ghi nhận có 3 trường hợp tái nhiễm và vẫn chưa có nghiên cứu nào về hiện tượng này. Bản tin đánh đi từ Hòa Bình cho biết đã phát hiện một người bị mắc căn bệnh nguy hiểm Whitmore. Một nam bệnh nhân 45 tuổi, sốt cao, khó thở và viêm phổi nặng, nghi nhiễm COVID-19 nhưng hóa ra lại bị mắc bệnh nguy hiểm Whitmore. Đó là thông tin do đại diện Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình loan đi vào hôm 26 tháng 8. Bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, làm việc trong trại nuôi lợn ở khu công nghiệp tại Bắc Giang. Vào ngày 16 tháng 8, bệnh nhân bị sốt cao và không hạ sốt. 3 ngày sau đó, tình trạng khó thở tăng dần. Anh này được tiến hành xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả âm tính. Mãi đến hôm 23 tháng 8, kết quả cấy máu phân lập mới cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Whitmore. Bệnh nhân hiện đang phải thở máy, lọc máu và theo dõi liên tục. Được biết đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên đến 40%. Bệnh được phát hiện ở Việt Nam từ những năm 50 của thế kỷ trước, được xếp vào bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm bị lãng quên. Gần đây, căn bệnh này xuất hiện trở lại với nhiều trường hợp được ghi nhận ở phía Bắc. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa, tập trung từ tháng 7 cho đến tháng 11. Thưa quý vị, chính quyền ở Sài Gòn mời gọi Hoa Kỳ tham gia đầu tư 3 đề án lớn. 3 đề án này bao gồm, đầu tiên đó là xây dựng thành phố thông minh, kế đến là thành phố Thủ Đức, và cuối cùng là trung tâm tài chính quốc tế. Đó là thông tin được loan đi bởi chính quyền thành phố Sài Gòn vào hôm 25 tháng 8. Được biết hiện cả 3 đề án bước đầu đã nhận được sự đóng góp và tham gia của các tổ chức doanh nghiệp Hoa Kỳ. Cụ thể, đề án thành phố Thủ Đức đã chọn thiết kế quy hoạch của Sasaki là một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ để thực hiện. Với đề án trung tâm tài chính quốc tế, Đại học Fulbright của Việt Nam đang là công ty tư vấn. Riêng đề án xây dựng thành phố Sài Gòn trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Giới hữu trách cho biết đã ký thỏa thuận với Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ USTDA với tổng giá trị hơn 1,45 triệu Mỹ Kim. Án tù 12 năm dành cho một người nước ngoài trộm tiền trong khách sạn 5 sao. Thưa quý vị, Lopez Samir, 36 tuổi, quốc tịch Colombia và một người đồng hương đã lén lấy hộp tiền 47.000 Mỹ Kim trong khách sạn Caraval ở quận Nhất rồi bỏ trốn sang Cambodia. Vào ngày 26 tháng 8, đối tượng này đã bị tòa án thành phố Sài Gòn tuyên phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, đồng phạm của bị cáo là Carlos Chiromino và Locajo, quốc tịch Trung Quốc, cũng đang bị cảnh sát truy tìm. Được biết trước đó vào tháng 1 năm 2019, Samir và Carlos nhập cảnh Việt Nam theo diện du lịch. Hai hôm sau, họ đến chơi trò chơi trúng thưởng tại khách sạn Caraval ở quận Nhất. Phát hiện hộp đựng tiền của máy không khóa nên hai đối tượng này đã nảy sinh ý định lấy cắp. Vụ việc được cho là có sự giúp sức của Locajo. Sau khi chia đều số tiền, các đối tượng này đã cùng đi taxi đến cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh và trốn sang Cambodia. Trên đường lẫn trốn, đối tượng Lopez Samir đã bị công an Sài Gòn bắt giữ vào hồi tháng 2 vừa qua.
Trong khi đó thì cũng có hai bản án tử hình dành cho đối tượng mua bán ma túy. Vào hôm 25 tháng 8, Tòa án ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã vừa tuyên bản án tử hình đối với Trần Long Biên, 27 tuổi, vì đã cất giấu 44 kg ma túy trong thùng cam để đưa từ huyện Hương Sơn vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Biên là nghiêm trọng và gây nguy hại lớn cho xã hội. Trước đó, hôm 24 tháng 8, một tòa án tại thành phố Sài Gòn cũng đã tuyên bản án tử hình đối với một người phụ nữ 40 tuổi, quốc tịch Malaysia, với tội danh tương tự. Người phụ nữ này có tên là Chi Moniandi, được xác định đã mang các hộp kim loại chứa hơn 3,3 kg ma túy vào Việt Nam. Tại tòa, người phụ nữ này cho biết cô không biết hàng hóa trên là ma túy. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng có chứng cứ buộc bị can phải chịu trách nhiệm về số ma túy nói trên. Moniandi phạm tội vì mục đích tư lợi và để được đi du lịch miễn phí. Bản tin tiếp theo từ Hà Nội cho biết nổ bình gas ở xưởng cơ khí khiến cho hai người thương vong. Khi hai công nhân đang hàn sắt trong một xưởng cơ khí ở huyện Đông Anh, Hà Nội, thì bất ngờ bình gas phát nổ khiến cho một người thiệt mạng, người khác bị thương nặng. Vào ngày 26 tháng 8, Công an huyện Đông Anh ở Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết nạn nhân bị thiệt mạng là anh Lê Văn Đình, 22 tuổi, quê ở Quảng Bình. Nạn nhân bị thương nặng đó là Triệu Văn Xuyên, 32 tuổi, trú tại Thái Nguyên. Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 25 tháng 8. Vào thời điểm đó, hai người này được cho là đang hàn ống sắt tại xưởng cơ khí của gia đình ông Nguyễn Hữu Soái thì bất ngờ có tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ, khói lửa và mùi khí gas bốc lên nồng nặc. Bên trong xưởng toàn bộ đồ vật và máy móc bị đổ nát. Người dân chạy vào bên trong xưởng thì nhận thấy anh Xuyên đang nằm trên sàn nhà, hai chân bị dập nát, còn anh Đình đã tử vong ngay tại chỗ. Vụ việc đang được điều tra. Phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 8, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết đã vừa phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số xe và con dấu với quy mô lớn. Số người bị bắt tính đến thời điểm này là 20 người. Vụ bắt giữ diễn ra vào chiều tối ngày 25 tháng 8 khi cảnh sát bất ngờ kiểm tra đồng loạt 7 địa điểm tại Sài Gòn và Đồng Nai. Tại căn nhà nằm sâu trong con hẻm ở gần sân golf Long Thành, lực lượng chức năng bắt giữ hai nghi phạm là Nguyễn Trọng Dương và Nguyễn Văn Đạt đang sản xuất nhiều loại giấy tờ giả. Công an thu giữ tại chỗ hàng ngàn tang vật, bao gồm bằng lái xe, biển số xe các loại, thẻ căn cước, bằng đại học, bằng ngoại ngữ cùng với nhiều tài liệu khác. Tại các địa điểm khác, công an cũng thu giữ được rất nhiều tang vật có liên quan. Được biết đường dây này đã hoạt động từ nhiều tháng qua với thủ đoạn tinh vi và đồng thời liên tục thay đổi địa điểm để qua mặt giới hữu trách. Một người đàn ông giết động vật hoang dã rồi đăng hình ảnh lên Facebook. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV vào chiều ngày 26 tháng 8 đã vừa gửi văn bản yêu cầu Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra và xử phạt một người đàn ông về hành vi giết hại nhiều động vật hoang dã quý hiếm. Trước đó, vào ngày 23 tháng 8, trên tài khoản Facebook của một người có tên là Hữu Cường Huỳnh ở huyện Cái Bè có đăng tải những hình ảnh giống như là mèo rừng bị giết chết. Những hình ảnh này đã khiến cho mọi người vô cùng bất bình. Trước sức ép của dư luận, tài khoản Facebook này đã gỡ bỏ những hình ảnh trên vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Được biết, cá thể động vật hoang dã bị giết hại đăng trên Facebook của ông Cường là mèo rừng, là một loài thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp và quý hiếm. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên ông Cường giết hại động vật hoang dã. Trước đó, vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, trên trang Facebook cá nhân, người này cũng đăng tải nhiều hình ảnh giết hại mèo rừng. Bản tin tiếp theo đánh đi từ Tiền Giang cho biết mâu thuẫn trong lúc đánh bắt thủy sản đã khiến cho một người thiệt mạng. Vào ngày 26 tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết
đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng, 50 tuổi, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, thì chiếc tàu đánh bắt thủy sản do Huỳnh Văn Tài, 40 tuổi, làm chủ cùng với 7 thuyền viên, đã xuất bến vào tháng 7 năm 2020 để đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đến khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng 8, khi chiếc tàu cá này đang hoạt động trên vùng biển cách huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì giữa Tài và các thuyền viên trên tàu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Những người chứng kiến cho biết do quá tức giận, Hoàng đã dùng búa đánh vào đầu Tài nhiều nhát, khiến cho người này gục ngay tại chỗ trên cabin và đã tử vong khi đang trên đường đi vào bờ. Hiện toàn bộ thuyền viên cùng với chiếc tàu đã cập cảng cá Vàm Láng để phục vụ việc điều tra. Bản tin cuối trong ngày hôm nay cho biết một cô gái đang nguy kịch sau khi bị xe chở rác chèn qua người. Thưa quý vị, ngã xuống đường sau khi va chạm với xe chở rác nặng 2,4 tấn. Một cô gái bị bánh xe chèn lên người, đẩy đi một đoạn trên đường. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 8. Vào thời điểm đó, một cô gái khoảng 18 tuổi đi xe máy trên quốc lộ 50 hướng từ Sài Gòn đi Long An. Đến khu vực huyện Bình Chánh, chiếc xe máy đã xảy ra va chạm với xe chở rác của công ty môi trường đô thị Sài Gòn đang chạy cùng chiều. Hậu quả là cô gái đã ngã lọt vào gầm đầu xe chở rác, bị bánh xe chèn lên người và đẩy đi một đoạn trên đường. Sau khi tai nạn xảy ra, cô gái được người dân đưa ra khỏi gầm xe, chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo phản ánh của người dân, thì mặt đường quốc lộ 50 rất nhỏ, trong khi các phương tiện có trọng tải lớn, lưu thông dày đặc trên tuyến đường này nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Vụ việc đang được điều tra. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.